hơi gió len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi. Sông reo bên suối vắng, lời diều dạt như tiên thơ. Xuân đi trong mắt biếc, lòng dạt dào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên, đẹp như chuyện ngày. Trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương, lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng. Đà Lạt vẫn còn thương. Thưa bạn, làm sao mà quên được thành phố mù sương, nơi chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm, nơi mà dù đi muôn phương, lòng chúng ta vẫn bồi hồi khi nghĩ lại. Vì vậy, đoàn chúng tôi hôm nay đã từ Nha Trang vượt đèo Ngoạn Mục để trở lại thành phố xưa, như những ngày xa xưa lắm, chúng tôi vẫn thường làm mỗi đầu thu khi mùa tựu trường đã tới. Cái thời điểm buồn nhất trong một ngày có lẽ là lúc chiều đi và đêm trưa kéo tới. Cái không gian tím ngắt ấy đã đem về cho Đà Lạt một khoảng khắc mà những người đã sống ở đây không bao giờ quên được. Tôi trở về khi cái màu tím mơ hồ ấy đang trải ra mênh mông trên đồi thông, trên mặt nước Hồ Xuân Hương long lanh ánh đèn và trên cây cầu Ông Đạo. Và vào những ngày đầu xuân, du khách lên cao nguyên đi về như chảy hội. Lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động khi xe leo con dốc dẫn đến khu Hòa Bình. Ôi những người Đà Lạt tha phương, con dốc này chúng ta đã bao nhiêu lần lên xuống. Từ những ngày còn cặp sách đến trường, thuở còn trung học, Lycée Yersin, Couvent des Oiseaux, Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Việt Anh, Văn Học, Bồ Đề, La San. Rồi những bước chân vui các anh sinh viên của Viện Đại học Đà Lạt Thụ Nhân, của Trường Võ Bị Quốc gia, Trường Chiến tranh Chính trị. Tất cả không hẹn mà đã cùng gặp trong những vòng quay xoay đều trên khu phố này, lấy dạp chiếu bóng Hòa Bình làm tâm điểm. Đi 5 phút lại về chốn cũ, một buổi chiều nao chợt thấy bâng khuâng. Vâng, phố núi nào cũng vậy. Phố núi cao, phố núi mù sương, Pleiku hay Đà Lạt, phố núi không xa nên phố tình thân. Đi 5 phút đã về chốn cũ. Chốn cũ đây là khu phố quanh chợ Hòa Bình này, với tiệm vàng Kim Thịnh ngày nay vẫn còn. Và đầu đường kia là bánh mì Vĩnh Trấn. Đi chơi khuya ghé vào mua một cái bánh mì baguette nóng hổi, mà hồi ấy nghe các bậc đàn anh quảng cáo là không thua bánh mì của Paris. Dừng xe lại, chúng tôi đi bộ tìm đúng đến chỗ tiệm Phú Hương ngày trước, nhưng bây giờ chắc phải là người chủ khác.
Gần 40 năm trời đã trôi qua, sông cũng cạn, núi cũng phải mòn. Ngồi chờ gần 20 phút vẫn chưa có người hỏi đến. Chúng tôi đành xuống phía bờ hồ, tới nhà Thủy Tạ. Nhìn sang phía bên tay trái, trên những bậc thang đổ xuống chợ Hòa Bình, người chen chúc nhau đông nghẹt. Họ là những du khách đến từ mọi miền của đất nước. Hồ Xuân Hương phản chiếu ánh đèn lung linh trong đêm lạnh. May quá, trên cả mấy cây số vòng quanh bờ hồ này cũng chỉ có một nhà hàng Thủy Tạ, có từ lâu lắm rồi và vẫn còn giữ lại được một chút phong độ dịu dàng của ngày xưa. Có lẽ do một sự trùng hợp nào đó, khi ban nhạc cổ chào đón chúng tôi bằng bản nhạc Khu Láng Giềng, trong đó có câu "Hôm nay trời xuân bao tươi thắm, rừng gót phiêu linh về thăm nhà." Xa lánh cái ồn ào nơi phố chợ trên kia, mặt hồ buổi tối thật êm đềm vắng lặng. Đà Lạt của chúng ta có những con ngõ không tên, nối liền những con đường lên xuống. Ngày ấy, giới trẻ đây hồn nhiên và trong sáng, không có thì giờ vẽ bày lên trên tường như những hình ảnh nhố nhăng mà chúng ta đang thấy khi buổi sáng nhàn nhã đi xuống những con ngõ của ngày xưa. Cái tiệm Minh Tâm này ngày xưa là nhà của một thiếu nữ đất thần kinh, có một điểm son nơi gò má bên trái, thường được che đi bằng một lọn tóc vuông dài, đẹp như trong bản nhạc Tình Xưa Gái Huế của Vũ Thành Han. Ôi, những người ngày xưa của một Đà Lạt ngày xưa, dù ở nơi nào trên thế giới, xin hãy cùng chia sẻ buổi sáng đầu xuân này. Chúng tôi đã thay các bạn về lại con phố xưa, nhắc đến những khuôn mặt cũ. Căn nhà trên đầu dốc là của bác sĩ Đào Huy Hách, người duy nhất ở thành phố này. Lúc ấy có chiếc xe mở mui hai chỗ ngồi hiệu Floris của hãng Renault bên Pháp. Bác sĩ Hách chắc bây giờ không còn nữa. Có phải giống như tôi, đây là một người xưa tìm về cái lạnh se se của Đà Lạt, đi trong phố sớm để tìm cho lòng một chút bâng khuâng trước khi đời sống xô bồ của Đà Lạt bây giờ xóa đi những hình bóng cũ. Khuôn cửa kính đã vỡ đi hai tấm là tầng trên của một tiệm chụp hình gia đình một người bạn. Nơi trước ban công nhỏ bé này, buổi chiều chúng tôi thường đứng nhìn người qua lại ở dưới đường. Những con hẻm nho nhỏ như thế này đưa chúng ta đi tắt từ đường này sang đường kia rất tiện lợi. Mùa xuân ở đây có những cơn mưa nhẹ như mưa xuân trên đất Bắc. Khách sạn Thủy Tiên vẫn còn đó, như nhắc nhở lại một thời đã qua. Đà Lạt lạnh, buổi sáng đi ăn phở là một cái thú mà xưa cũng như nay mọi người đều công nhận. Nói đến phở Đà Lạt, tôi lại nhớ đến phở Ngọc Lan, Ngọc Hiệp, ngày xưa cũng ở gần đây. Nhìn tiệm tắm nước nóng, lòng tôi thật bồi hồi xúc động. Ngày xưa, từ Sài Gòn ra đến Huế, chỉ có Đà Lạt là có những tiệm tắm nước nóng trả tiền mà thôi. Bây giờ, quanh khu chợ Hòa Bình cũng có nhiều tiệm phở. Buổi sáng mở ra rất sớm. Tiệm nhỏ, thực khách phải ngồi tràn ra đường phố trên những chiếc ghế bằng nhựa. Mùi thơm của thùng nước lèo thơm lừng cả khu phố nhỏ. Chúng tôi ghé vào tiệm phở Hiếu. Chật vật lắm mới kiếm được mấy chỗ. Ngồi ở đây mà lại nhớ đến tiệm phở Ga ngày nào. Đã hỏi